tại khu kinh tế Hòn La, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ triển khai thi công và phát động thi đua hoàn thành xây dựng cảng nhập than và đê chắn sóng, dự án cơ sở hạ tầng thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Cảng nhập than gồm hai bến có chiều dài 300m, rộng 34m, tiếp nhận tàu có tải trọng 100.000 tấn trọng lượng toàn phần. Đê chắn sóng được xây dựng gồm hai đoạn, chiều dài hơn 1.200 mét. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2022 để phục vụ hoạt động của nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 vào năm 2024. Trung tâm điện lực Quảng Trạch gồm nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 và 2 có tổng công suất 2.400 MW, điện năng sản xuất hàng năm gần 17 tỷ kWh. Đây là các công trình đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm cung ứng điện và an ninh năng lượng quốc gia đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh quảng bình